we sail a little bit higher. Và cô chú chị nào chưa có lá vé trên tay và giơ tay nhất nhẹ dùm thanh thanh luôn quý vị mình ơi. Còn bây giờ chúng mình tập thể quý vị mình ai có lá vé trên tay tập chúng mình sang chuẩn bị do số.
hơi khác à nghe. Năm nay hơi hở đó, kéo lên mình làm thần thánh đó. Cô ba kìa, em đại diện cho tố ngành. Ngành gì? Thì ngành đó là ngành ai nè. Anh đại diện cho tố ngành, hôm nay em lên tàu đó. Ngành gì? Phải nói rõ ràng ngành gì. Em nói ngành em đâu, ngành em đứng cầu thì nghe hả? Là bán cơm tấm hả má? Đúng rồi đó má, qua bên cầu là bán cơm tấm liền luôn á. À, cái ngành bán cơm tấm. Dạ. Mặc áo đàng hoàng lại để người ta ăn ta ối. Nha. Yeah. Mình bán cơm tấm mình phải chỉnh chu cái trang phục, mình phải này nọ cho nó đàng hoàng ha. Đó chứ mình đừng có bán mà cái gì đó mà nó không, quần áo chỉnh chu lắm mà mỗi lần thấy này làm chỉ nha. Ai nè, thấy ai đó. Ai mấy thằng đầu nè. Hey. Mình là táo quân đó. Dạ. Mình là tiên đó chứ không phải là mình là người phàm mắt đỏ nha. Em đại diện cho ngành mà. Con lại má luôn đó. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số nha, táo ngành tiếp. Em kêu cái đúng ngành em liền nè. Rồi, bắt đầu. Châu An đây, đẩy, đẩy con 57. Rồi. 57, cái 57, cái 57, 57, thêm một nút là 58. 58, cái 58, cái 58, cái 58, 58, ai gì ra, ai gì ra. Rồi chủ nhân đầu tiên áo hở quá ha. Số 8 có 1, 21 có 2, 36 có 3, 56 có 4. Ta là bé màu xanh kia là 4, 5, 6 hợp lệ. Rồi còn chủ nhân nào đọc giải nữa chúng ta khẩn trương nha. Và em thấy có một em bé nữa. Và dòng lợi mới với tiền vẫn là 10.000 đồng. Con ơi con chạy nhanh lên giùm cô đi nè. Rồi từ từ té nha. Coi chừng đường đi á, con bước lên từ từ. Con bước lên sân khấu giùm cô luôn. Cưng không? Rồi con xích vào trong đây giùm cô luôn nè. Dạ ta là bé màu xanh kia là 457.
số 8, có 1, 21, có 2, 36, có 3, 56, có 4. Và bây giờ chúng ta sẽ được tinh trùng tập phẩm chia đều nha. Rồi bây giờ là chúng ta bốc số ai lớn nhất và phần quà lớn nhất. 16 nè. Rồi con đọt giải nhất đó. Bây giờ con bỏ cái này xuống nha, con nhận con gấu bự. Rồi anh thì nhận thêm một cái phần nước của nhà tài trợ Đông Trùng Hạ Thảo nha. Con lựa cái con nào bự nhất con lấy. If we sell a little.